Lợi dụng danh nghĩa nhà báo, hai đối tượng Bùi Minh Ngọc và Nguyễn Trung Sáng vừa bị công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội bắt quả tang. Ngày 6 tháng 5, công an quận Nam Từ Liêm nhận đơn trình báo của nhân viên phòng khám nha khoa Sunny Danger về việc có người gọi điện nhận là phóng viên của báo Sức khỏe Việt viết bài phản ánh không đúng sự thật về phòng khám nha khoa của chị. Sau đó, người này gửi link bài viết cho người này đe dọa, yêu cầu chị phải chuyển tiền để gỡ bài viết. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5, công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Bùi Minh Ngọc, hiện là cộng tác viên báo Sức khỏe Việt khi đang nhận 5 triệu đồng của bị hại tại quán cà phê ở phường Mễ Trì. Tiến hành điều tra mở rộng, công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Sáng là thư ký tòa soạn báo Sức khỏe Việt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.